khoảng 20h30 tối ngày 23 tháng 12 năm 2013, anh Bùi Văn Thiệt, 19 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, chạy xe máy với tốc độ cao trên quốc lộ 13 theo hướng ngã tư Bình Triệu đi ngã tư Bình Phước. Khi cách ngã tư Bình Phước khoảng 300m, đoạn trước địa chỉ 808/1/2 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bị lạc tay lái lao xe sang lề đường, tông vào đầu xe cần cẩu đang đậu phía trong. Cú tông mạnh làm chiếc xe văng ngược trở lại, nạn nhân chết tại chỗ. Tổ xử lý tai nạn quận Thủ Đức đã đến hiện trường để lập biên bản và điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong.